Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Sư Liên Ngọc Rồng Online của mình. Thể theo nguyện vọng của anh em thì chúng ta sẽ quay trở lại với Mabu. Đánh nhau với Mabu và đây là cái nick Chiu Chinsu của Đào Quân. Thì chúng ta sẽ review cái nick này sau nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn qua là 5 tỷ tiềm năng. Và đây là cái nick vô địch sơ cấp 1. Đó. Đây, đủ các chiêu đây. Bây giờ mình sẽ thằng nào đánh mình ấy. Thằng này láo gì? Đây nào. Genki-Dama, ném chết ai không? Rồi, chết rồi ông rồi. Ok, bây giờ mình phải làm gì? Đánh thằng ấy à? Trời ơi, nó ném chết tôi rồi. Ở đây toàn KO này. Bao giờ thì được giải? Ở đây có thằng Dabura. Con này còn 15 triệu đúng không? Chúng ta sẽ quay lại lấy cái quay lại lấy cái đẩy quả đá thôi. Chúng ta sẽ quay lại, chúng ta lấy kỹ năng quả cầu Genki-Dama. Rồi lên viện, rồi lên viện nằm rồi. Rồi có rất nhiều người nhận ra đây là Đào Quân, nhưng mà thực sự không phải mình. Mình chỉ lấy thôi, mình chỉ là fake thôi. Ủa? Sao không hồi được chiêu này ta? Chào dư, thằng chào dư này. Ngủ đi con. Cho một trưởng thôi. Bây giờ mình sẽ về về đội võ thuật. Để đi theo gặp đây. Genki-Dama. Nếu không chết ta. Dạ vậy. À mình là ma bư mà. Mình là ba bư. Mình mấy thằng cay này. Một cháu. Mình tháo giáp luyện tập rồi, mình đấm vỡ đầu thằng này đây. Dụng chưa? Ok, chúng ta tiếp tục. Có thằng nào vào đây? Đó, có thằng nữa rồi. Thằng nước đấy anh em. Bên tôi cờ cờ tôi mang phần phong của người mạnh đâu chú giao ở bị trả phong này khi tôi sẽ tích lũy. Ok, mình phải hạ lẫn nhau mình mới xuống tầng tiếp theo để gặp ma bư. Mình không biết tích lũy được bao nhiêu rồi.
Hóa tượng rồi. Mình có khiên mà. Ơi lại nổ à? Tao vẫn có khiên mà. Tao đâu có chết đâu. Tại sao con khóc? Mày này. Đừng để tao đấm đi. Lại một người đã nổ rồi. Ok. Mình được xuống tầng tiếp theo rồi. Xuống tầng dưới. Ok man. Đang đánh bui bui đây. Có cái định mệnh. À, mình tĩnh, mình tĩnh, mình tĩnh, mình tĩnh. Ô, mình là Kaio à? Ờ mình là Kaio, dưới đây toàn ma bư thôi. Mai nhỉ. Hai thằng nắm mấy cả đấm mình đau quá. Đấm. Sao một mình tôi đứng đây này? Cân hết à? Ghê vậy ta. Mình là Kaio, mình là gì đó, Kaioshin. Thằng bui bui lại lên máu rồi. Hay quá, đồng đội Kaio xuống rồi. Quất nhau đi. Chịu máu cơ, ghê vậy. Thôi nghe. Em chuyển qua dịch chuyển tức thời cái. Bui bui sắp chết rồi. Em thử Genki nào. Nó nổ. Ây, còn tí máu. Địch mệnh. Chết rồi. Không bui bui nó khỏe vậy. Rồi, hóa đá luôn rồi. Xô bị đấm. Thối đầu. Ok, chắc là mình cũng không có đủ khả năng để BK cái đích của Jinsu rồi. Mình vẫn rất là gà bởi vì mình không dùng được nhiều trưởng. Nó nhanh nhạy lắm. Thế nên là mình chết hai lần và mình cũng không biết cách nào để xuống tầng dưới. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới và đăng ký kênh để ủng hộ tiếp cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Hello và xin chào anh em. Thì ở đây thì mình trên màn hình thì các anh em có thể thấy đây là một cái web bán ác ngọc rồng online của bạn Lưu Chí Cương và có nick YouTube đó là Run. Thì đây sẽ là kênh YouTube của bạn ấy, 32.000 subscribe và cũng là bạn
của mình cũng như là của Đào Quân. Và thì cái nick đây là cái trang web bán ác ngọc rồng online uy tín và hoàn toàn tự động thanh toán và dễ dàng nhanh gọn. Thì có thể mua thẻ cào và chúng ta có thể sở hữu được những cái tài khoản có giá cả hợp lý và sức mạnh hợp lý tùy vào số tiền của chúng ta. Ở đây thống kê thì có 22.753 thành viên và bán được 4.000 hơn 4.000 nick rồi. Thế nên là anh em cũng không sợ lừa đảo hay là sợ bị nghĩa là nạp tiền vào đây xong rồi mua mất tiền nhưng mà không được ác. Nói chung là bạn ấy đã dẫn đầy đủ chi tiết về cái thông tin cá nhân của bạn ấy rồi. Thế nên anh em không sợ lừa đảo. Còn nếu mà bị vấn đề gì thì nên liên hệ với cả Facebook của bạn ấy và bạn ấy đã để đây rồi. Đây, Facebook admin. Đúng rồi, 69.500. Tất cả các nick ở đây đều có giá là 69.500 hết. Chỉ có một đệ tử và nick thì cũng bình thường. Chỉ có quan trọng là có đệ tử mà thôi. Thì nên anh em không có điều kiện thì hãy vào đây và mua sở hữu cho mình những cái tài khoản tùy túi tiền với anh em nha. Ok, thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau và nhớ ủng hộ mình trong suốt thời gian tiếp theo nha.